Chào anh em. Thì từ lần trước đi Ba Vì thì hôm nay mình mới lại có video hướng dẫn anh em trộn mồi nhá. Từ hôm hôm đi Ba Vì về là mình bị sốt xuất huyết anh em ạ. Nên là nghỉ ốm thì hôm trước hôm mới hôm qua nữa mình cũng có đi Ba Vì câu nhưng mà mình không có quay video. Mưa gió bão bùng. Cũng được cá nhưng mà không ăn thua lắm. Thì hôm nay mình sẽ quay cái video này. Video đầu tiên là ngày nghỉ mùng 2 tháng 9 khá lâu rồi, chắc cũng phải đến cả tháng giờ rồi bây giờ thì mình mới làm video, anh em thông cảm. Ốm đau bệnh tật biết làm nào. Thì hôm nay mình không có cắm gạo, mình cũng trộn thính để câu trôi mè thôi, nhưng mà mình làm một cái gọi là có cái gì thì xài cái đấy anh em ạ. Không biết là có được cá hay không, anh em hãy đón xem nhé. Đây vẫn là thùng thính nền mấy tháng rời rồi. Anh em nhìn là nó lên men lên này, nó lên men gớm không, nhìn như là mẻ lên men này, chả sao cả. Thì mình câu ở cái hồ nhỏ, hồ này nó nhỏ đâm ra là mình trộn ít thính thôi anh em ạ. Anh em nhìn này, cực kỳ ngon luôn, không vấn đề gì cả. Hàng bao nhiêu tháng rời rồi anh em, được cái trộm cái thính là tiện ở chỗ đấy. Nhổ nào, nhổ hay sói đấy? Xóa đi. Nhà có đi đâu đóng cửa suốt sáng buồn như cho cắn. Ui. Anh ngửi cái mùi thì đeo thì thối như kiểu con gì chết đi mà anh dọn hết cả nhà ra thì về cả lau đi mà vẫn đeo thế. Chỗ ghế ngồi. Đây, dọn ra hết bao ra. Quét cả lau hết mà. Em biết được chỗ nào? Em ra ngồi thử xem. Hay là mũi anh cái đéo nào? Như kiểu có mùi con gì chết thật. Có thấy mùi gì không? Anh nhìn thấy mùi. Lưng bát cơm nguội. Một gói cắm trứng. Ôi. Hết thính chảo rồi anh em ạ, hết thính chảo. Có cái gì câu đấy vậy, cho thêm một gói chất dầu nữa. Đấy, một ít bột mồi của mình, hai chén đi, coi như cho nó bằng ổ câu lục đi anh em, coi cho bằng ổ câu lăn xê. Không có cái mồi mình chắc anh em lấy thính chảo cho vào cũng được mà anh em nhé. Nhưng mà không biết là có được cái không á, để nghiên cứu đấy anh em ạ. Đó, mấy mùi cũng ra gì phết đấy.
ăn chả biết cho gì nữa. À, cho thêm quả trứng gà nữa đi. Hết trứng gà anh em ạ. Tủ lạnh nó nhiều chuối quá, cho thêm quả chuối đi. Hai quả đi. Mùi này mình chả biết là cái mùi gì nha, không biết là câu nó có được cá hay không. Nếu mà được cá thì lần sau anh em cứ thế làm theo thôi, không được thì thôi. Trông thế mà được nhiều phết anh em này. Không khéo cái này đánh được cả lăng xê. Cho thêm ít sốt nữa và đi chiến thôi. Mùng 2 tháng 9 buồn những chó cắn. Nó lại vô huy chương. Xong thế rồi. Chắc là cân rưỡi mồi anh em ạ. Hơn 2 cân. 2 cân tư. Tưởng ít thế mà nhiều cái phết đấy. Đó, xong rồi bây giờ đi dọn dẹp rửa thôi, ra hồ để quay phim tiếp anh em xem nha.
nó đầy hết hồ ngoan đây. Ăn thì mang cho nó võng nó ngủ hồn béo nó sẽ ngáp ngáp ngáp. Em gần 6 giờ mới ném, gần 6 giờ chiều mới ném thính này. Vừa ném xong được khoảng tầm 20 phút mà trời đã sầm xì tối rồi này anh em. Mình quay phim thế này thôi nhưng mà trời đã sầm xì tối rồi, đã lên đèn rồi. Đây. Còn chưa thấy động đậy gì anh em ạ, không biết là có móm hay không. Vỏ vẩn móm ấy. Đi có một mình anh em nhé. Hôm nay rất chi là đông người câu, lúc nãy xuống thì 8 người cơ nhưng mà vừa xong người ta về hết rồi. À còn 3 người, vẫn còn cả mình nữa là 3 người. Bên kia một cần, bên này một cần nữa, 3 cần. Lúc nãy 8 người, 8 người có một người được một con trôi khoảng cân 2. Thế còn lại thì móm tất. À, tập trung câu xem có được Anh cái em gì ơi, không 7 anh giờ em nhé. 12 phút rồi. Hơn tiếng đồng hồ rồi mình được một con trôi rồi nhưng mà bong hai con anh em này. Hôm nay thế nào ăn toàn vẩy này. Trôi nhỏ đây, con này chắc chỉ khoảng cân 3 cân 4 thôi. Còn cái con ở dưới vợt trong lồng thì đây, đây vẩy nữa này, con này nhỏ này. Trôi con này. Con ở trong túi thì khoảng tầm 7 8 lạng. Chắc là cũng không được cân đâu. Thế nào là hồ này nó mới thả trôi bé quá anh em ạ. Cảnh này chán. Rồi, mình ngồi câu thêm xem có được con gì không. Thế là mồi linh ta linh tinh cũng được. Thì đi một mình thôi. Câu lục nó không như câu lăng xê. Được cá nó phải dòng thôi anh em. Anh em thông cảm nhá. Từ đó cho lô thế. Bông giờ. Nhảy. Nhảy tổng thật đấy. Một em nữa anh em. Trôi cần trôi nhỏ.
con nữa nha anh em nhé, hai con nhé. Anh em, con này bong mất về sau rồi. Tất cả bong mất ba con anh em ạ. Được hàn trôi. Mà thật nếu mà lên đẹp mấy cái chú ý hôm nay thì cũng được khá nhiều đấy. Cái lưỡi câu mình rụt xuống hồ rồi. À, cái bài mồi linh tinh này cũng không phải là không câu được anh em ạ. Hôm nay mình cảm thấy rất chi là chạm. Anh em có thể làm theo. À, coi như là test cái bài mồi mới đi, anh em nhé. Ok, loanh quanh hôm nay được hai con này. Còn bong thì quá trời luôn. Mấy cả thụt mà không giật được thì cũng quá trời. Ok, hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau.